không phải là một cảnh trong phim hành động hay một tiết mục ở rạp xiếc. Đây là phương thức di chuyển chủ yếu của người dân ở xã Đắc Nông và Đắc An, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum mỗi khi vượt sông Poco trong những ngày cuối tháng 11 năm 2020. Cơn bão số 9 vừa qua đã đánh sập hai cây cầu treo bắc qua sông. Cái khó ló cái liều, hơn một tháng qua, để thuận tiện cho việc đi lại, người dân đã góp tiền làm cáp treo để đu qua sông. Cáp treo ở thôn Nông Nội, xã Đắc Nông nối xã Đắc An dài khoảng 200 m. Trụ gỗ đã ở hai bên bờ sông Poco, dây cáp được cố định hai đầu. Mỗi lần di chuyển qua lại, người dân treo ròng rọc lên dây cáp rồi đu người vượt sông. Những bao hàng nông sản cũng được chất lên cáp để kéo qua bờ bên kia. Những khuyến cáo của chính quyền địa phương dường như không có nhiều tác dụng với người dân nơi đây. Họ vẫn đi lại, vận chuyển nông sản bằng cáp treo tự phát này, vì nếu đi con đường thuận tiện thì phải xa hơn 20 km. Theo người dân ở đây, đã có không ít trường hợp ròng rọc bị kẹt ngay dòng sông, bà con phải cứu nhau qua lại. Nhà em ở Đắk Lắk, một Đắk An, Ngọc Hồi, ở bên kia sông này. Nhà em có 3 người con, một đứa 6 tuổi với một đứa 3 tuổi với một đứa 1 tuổi rưỡi. Giờ tôi mất câu treo thì phải ở bên nhà ông bà nội, gửi ông bà nội để ba đứa đi học. Cái cạp này bữa hôm người ta đi qua thì nó bục chung á, giờ khi không qua nổi phải kẹo vào đấy. Thì tối câu treo là bọn em phải làm một cái cạp treo này là đi qua rất là nguy hiểm, nhất là trẻ nhỏ bọn em cũng dám đi qua luôn ấy, sợ nó đứt cạp ấy. Ròng rọc làm lúc thì ròng rọc bị kẹt này kia thì cũng khó khăn, là bị kẹt ngay dòng sông hoặc là kia thì bà con thì phải cứu nhau để qua lại thôi. Phụ nữ thì thậm chí còn các con đi cũng rất là nguy hiểm, thì con nhỏ bỏ ở nhà thì không có ai trông thì phải mang đi, thì đàn ông thì phải đu cho phụ nữ qua lại, phụ nữ đi là không dám đi đâu. Bây giờ bà con cũng đang chờ để nhà nước làm lại yêu cầu để bà con đi qua lại an toàn. Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân khi đi canh tác, Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo đề xuất lên Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch bố trí nguồn vốn xây dựng lại cây cầu.